Ok, hello mọi người, chào mừng mọi người đến với channel Mình. Hôm nay mình đã quay trở lại với tựa game Jurassic Monster World. Hôm nay thì có một cái bạn comment trên kênh của mình là nãy anh thử chơi Saco mà cái khẩu 750m đi. Thì ok, mình sẽ chơi thử luôn. Hiện tại thì mình có 1, 2, 3, 4, 4 cây 6 và 2 cây 1. 2 cây level 1 này thì đam nó khá là thấp. Ủa, cây này mới 5 mà chưa được 6 nữa. 7 cây, đam thì 9. Ok, mình vào test thử luôn. Mình sẽ, mấy bạn muốn đó, mình chơi về cái lối chơi nào thì cứ comment bên dưới, mình sẽ thực hiện hết mấy cái lối chơi đó cho mấy anh em mới chơi á, xem xét để mà em có thể lựa chọn phù hợp nhất mấy lối chơi cho mình. Con cá sấu này thì đam chủ yếu của nó là vẫn là cắn thôi. Con cá sấu này cắn mạnh lắm. Mình nghĩ là mình sẽ không đấu với cái con này đâu. Thật ra bắt nó thì cũng được đó, lui về phía sau bắt nó thì cũng được đó. Nhưng mà mình chỉ thích bắt lẻ ngon hơn. Cũng được nửa cây ha, cũng được gần nửa cây cũng được đi. Ủa, ôi vãi cả, mình choáng nó mà nó vẫn nhảy kịp kìa. Rồi. Thấy cá sấu này bờ thì phế chưa? Nó chơi gì mà tù thế này? Mẹ ra bắt con thì bếp này đi trời. Nó nhảy không đéo không bắt tôi đéo là được đó. Cứ kìa đâu không nó yếu thế này sao chơi. Quá yếu đi. Nếu rồi, nếu mà chơi một cái lối chơi nào đó thì mấy bạn phải cho thời gian mình nâng cấp. Các bạn nếu cứ hối mình cứ hối mình làm video về cá sấu này bờ mình chưa nâng cấp thì vào chỉ cũng phế thôi. Ít nhất mấy cái khẩu nó cũng phải lên level 10 hết. Level 7-8 cũng được, 7-8 full hết cũng được. Rồi win nhanh lên. Thank you.
Legendary. Win-win. Map này sao chơi cả sáu đây ta. Một anh em Việt Nam kìa, 1 2 3 xoay thôi. Ê, cũng mạnh lắm á, chứ không đùa đâu, chỉ tại chưa nâng cấp thôi. Dạ sao vậy mà nó cũng bắn trúng được nữa hả? Mình không biết mà nếu mình bắn cái cây này mà tới cuối game không biết được 1 triệu sát thương không, yếu vậy, nếu chừng không được 500 ngàn. Ông hoàng cá ớt, ông hoàng cá ớt vẫn là ông hoàng cá ớt thôi. Úi, bay lên đây đập cạp cho mày. Đéo gì sao. Ui, chất lượng nha. Reload hết lòng. Cá ớt này, cá ớt này nè, cá ớt này nè, cá ớt này nè. Ui. Nếu tôi ít được kìa, rồi nha. Đây có khi mình chơi con này họ quay ra thua luôn. Tại vì đây là ấy mà, đây là chơi 25 mạng mà. Nếu ổn rồi mọi người, thua luôn á. Ê, xin lỗi được chưa? Đau quá. Mình giết được 3 mạng nhưng mà mình gây đam không nhiều, chủ yếu là team gây đam thôi. Mình chỉ có ca ớt thôi. Chơi này kiểu hồi thua thật á. Thôi chết nhanh đi thì còn ấy, thì còn gánh lại team chứ. Chơi kiểu này hồi lên 20 điểm thua đó. Chết cũng phải đổi mạng nha. Ừ rồi, chết cũng phải đổi mạng nha. Đây. Ui rồi. Ủa sao vẫn chạy được vậy ta? Ê, thường thường là bị rờ nó sẽ bị chạy kiểu không chạy được á. Nó sẽ bị kiểu quán loạn, sao này vẫn chạy được. Ê, 2 kill nè. Hay quá ta. Thua luôn nè. Đồ chơi lối chơi gì kỳ quặc, có thua mẹ nó game. 24 rồi chơi đéo gì nữa. Ê, đừng có thua nha. Từ từ thôi ba. Nếu còn một mình cân được á. Mà cái thằng này thì nó chắc nó tiếp mạng rồi. Là cái chắc rồi. Đây, cân 4, gỡ lại 4 mạng. Gỡ lại 4 mạng thì cũng là 19 rồi.
Ừ, cá sấu. Ê, đâu có được. Dễ ăn quá. Dễ ăn quá, cá sấu ăn hết rồi. Bắt con kia thì còn win chứ bắt mình. Cố chấp bắt mình là khó win lắm á, nó thật đấy. Bắt thằng kia đi. Mà đây hết giáp à. Ủa hết, hết máu à. Cũng gỡ lại cũng gần win kìa. Đi qua đây thì bị nó bắn. Không được thua à. Bắt cái thằng kia thì mới gần win được. Ê cũng kịp gỡ được 1 triệu đam rồi. Theo mình thì mình nên thả con ai chê vậy trước. Sao mấy này gặp mình nó không bắn chạy lại nó đánh mà nó cứ chạy nha. Sao không ăn ngay ba? Đù đù sao ta? Có thằng nào cứ bắn trên đầu mình bực cái nha. Ôi còn 2 mẹ nè. Nhanh quá, chơi cái con này thì nhanh win quá đi. Không chơi được cái xấu. Mình chơi cái xấu từ đầu thì nó thua à. Xin đừng ăn nữa, xin đừng 1 mẹ nữa thôi. Để cho tôi. No, please, win luôn. Chán kìa. Ok, mình sẽ tạm dừng video tại đây. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ like và subscribe để ủng hộ mình. Cũng như là nếu các bạn muốn mình tiếp tục làm về mấy cái series mà trang bị mấy cái khẩu súng lạ lạ cho mấy con Dino của mình á, thì mấy bạn cứ comment phía bên dưới, mình sẽ còn tiếp tục làm về mấy cái bài test cho anh em xem là khẩu nào sẽ hợp với con nào nha. Ok, chúc mọi người có một ngày tốt lành. Nhớ like và subscribe để ủng hộ mình còn tiếp tục trở lại. Ok, bye bye mọi người.